đây này, đấy bà, nồi lẩu cua da của bà này, của cháu Tân này, ui ngon không này. Yeah. Nhưng mà các cháu ơi, đây là gạch cua này. Đấy, cua da nó có gạch là ăn kiểu như này đấy. Bắt đầu tưới tí nước sốt lên, nóng nóng lên này. Đấy. À. Cho tí cẩm chéo của cháu Hải vào này. Úi giời ơi. Wow, ngon quá. Úi giời. Wow. Sau đây mình sẽ cho anh Hải thưởng thức món cua da của Bắc Giang mình nhá. Ủa, nó ngọt. Đấy lại giọt nước nào các bạn. Đây là con tràng sung này. Vâng. Tràng sung này không phải là họ của lòng xe điếu. Đấy là đây là sung xe điếu. Tôi mời ông bà cả nước này. Wow. Đấy. Sung xe điếu này. Cháu Hải ăn đi. Vâng vâng. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sao TV. Hiện tại thì Hải đang có mặt tại Bắc Giang các bạn ạ. Và hôm nay mình đi thăm bà Tân Vlog nha. Mình có hẹn với bà từ hôm mà bà lên thăm cho mình. Hôm nay về thăm bà các bạn ạ. Thì mời các bạn đi chơi cùng Hải nha. Vậy là hôm nay mình test thử con máy mới luôn. Đấy, anh em cho xem âm thanh với cả hình ảnh nó như nào nha. Đấy, mình đang định mua con máy mới nhỏ nhỏ xinh xinh này để chuẩn bị cho cái chương trình đi châu Âu á. Nhưng mà ở đây thấy rau dưa rất là nhiều luôn này. Đây, ô đằng này là còn có cả khoai lang luôn này. Thấy không? Đây. Đấy, khoai lang đây là vừa lấy củ là còn lấy cả ngọn luôn đấy. Đấy. Và cái khu mà vực châu bà Tân quay phim này rất là đẹp luôn. Đấy, mọi người thấy không? Đằng kia là bà xa xa là bà Tân đang với cả em Hưng là đang làm lên những video gọi là triệu view đấy. Đang thấy bà dã rồi. Con chào bà. Cháu Hải sang dạ. TV siêu to khổng lồ đấy. Đây là món gì đây bà? Hôm nay bà làm lẩu cua da để chiêu đãi cháu. Ôi, cua da là đặc sản ở Bắc Giang này đấy. Cháu calamen nhá. Vâng. Ngon thế. Ngon đấy. Dạ. Thế bây giờ bà dã bà lọc nước thế. Mấy giờ cháu đi mà đã đến đây rồi? Cháu bay từ trong Sài Gòn ra lúc 5 giờ hơn bà. À, bay từ trong Sài Gòn ra nhỉ? Vâng. Dạo này kêu mập thế hay mà vôn dạo làm nhà sao? Không, các bạn làm ăn được nên là cũng hơi ăn nhiều. Ăn nhiều. Bà cần cháu phụ cháu dã cho. À, có. Đây bà đưa cháu tay to cháu dã cho. Cho cháu mà. Tay to dã nó nhanh chứ. Đúng rồi. Sài Gòn ở đây đấy. Dạ vâng. Cua này mà nấu canh cua thì hay là ngọt lắm. Đúng rồi, cua là chế biến món gì cũng ngọt các cháu ạ. Nhưng mà lẩu cũng ngọt. Đấy, mà hôm nay cháu có biết không? Đặc sản quê hương nhà bà cái món này đấy. Ui, mà món này hết ý còn gì. Đã bảo là các cháu cả nước cái gì nhiều cháu chưa được ăn luôn. Dạ. Sapa cháu không có. Dạ, Sapa. Cháu chỉ có cua đá. Cua đá, đúng rồi, cua đá. Cua đá thì cháu cho vào xay ấy. Đây là cua da, nó có mùa cháu ạ. À, cua này có. Nhưng mà cái cua này là ở ruộng hay là ở đồng mà? Ở ao. Ừ, ở sông. Ở sông, à. Chỉ đặc điểm quê hương Bắc Giang có thôi. Vâng. Đâu có. Cua da. Dã này sau lọc để lấy nước dùng cháu ạ. À, thế ạ. Nhưng mà hai bà cháu mình có dã cả ngày chắc không xong hết rồi đâu bạn. Đúng. Hết chứ để cháu lại chua thế. Bà bảo cháu nói chua thế. Ờ các cháu ơi, đấy cua bà giã xong rồi, bây giờ đến cái công đoạn rán đậu các cháu ạ. Nhưng mà rán đậu này để mình chấm ăn hay là mình cho vào để nấu lẩu hả bà? Các cháu ạ, sau thả vào lẩu. À, rồi. Thả vào lẩu cháu ạ. Rồi rồi. Ê à. Được đấy. Đậu nó gặp mỡ về, nó trèo trèo lên. Đậu ở quê này là ngon lắm rồi này. Ngon, đậu ngon. Ê, và... cháu ơi, đậu trắng ngân luôn, ngon. Dạ. Nhưng mà bà Tân thì làm từ này đậu thì chắc là chỉ đủ một mình cháu ăn thôi chứ. Được rồi. Cháu Hải ăn hơi trốn thôi cháu ạ. Cháu mập cái này cơ mà. Ăn nhiều mà lắm cho chắc là lật cái lại. Úi dồi. Rán qua đây cho cháu ạ. À. Đậu ở quê là bán bao tiền cân bà nhỉ? 5.000 một bìa.
À, các bác không bán cân cháu ạ. À, bán theo bìa. Vâng vâng. 5.000 một bìa. Các cháu vậy, một rồi lẩu cua da đó. Nó nhiều món các cháu ạ. Vâng. Độc đậu nó lên. À. Nhiều món. Nhiều món, nhiều món kết hợp lại. Vâng. Bà lâu rồi bà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức mấy này. Bà cùng cháu Hải sao ba TV chưa cho khổng lồ nhá. Nhưng mà mọi người biết không, ở đây là một cái phim trường cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Bên xung quanh đây thì là bèo rồi. Chắc là bà ơi, chắc tôm cua ra nó bơi ở kia đúng không bà? Cháu ơi, thôi như bà không phô, phô cháu Hải lại ra bắt hết của bà. Không phô. Vâng. Và cây sung này bà, quả sung này mình cho rán luôn được đấy bà. Tí mình cho sung rán xong rồi mình làm là quả lẩu cua ra cả cho sung nữa. À, thử cho quả sung lên chiên lên xong nó vị như nào nhé. Các cháu ơi, ui dồi. Lần đầu tiên là cháu Hải rồi chiên sung này các cháu. Vâng, đây. Đây. Bà cho con mấy quả vào ăn thì ăn cho nó đỡ buồn mồm. Cháu Hải bà muốn ăn để giảm cân đấy. Vâng, ăn sung chiên. Con này ăn từng ăn sung muối rồi mà chưa ăn sung chiên bao giờ. Để xem mà tí. Sung muối đúng rồi, sung chiên chưa có bao giờ. Đúng mà nhỉ. Các cháu ạ, cháu Hải bảo thế, cua bà bắt ở đây lên nhưng mà bà không phô với cháu. Phô cái này. Phô mai hết luôn đấy. Đấy. Cháu Hải này siêu to khổng lồ ăn tốn lắm đấy các cháu ạ. Bác ơi. Bác lai đậu mà có đứa nào mang ngay lọ chẩm chéo đây để pha để chấm luôn ngay cái đậu trước đi. À, các cháu ơi, cái đậu nó vàng rồi bây giờ cho ra thôi. Cháu Hải. Dạ. Bà thèm chấm chéo pha bà tí cho thử lấy miếng đậu này. Đây có cháu này, đây là còn sung của cháu Hải đây. Đây sung của cháu đây nhá. Đấy. Rồi, chào cảm ơn. Sung chiên đấy. Thôi vâng. Bà cho ra đĩa thôi. Đây là chấm chéo Sapa TV nhá. Ồ, nhà mình đang bán là 100.000 một lọ anh em ạ. Anh em cứ lấy mật khẩu bà Tân Vlog với cả em Hưng là sẽ được mua 3 lọ tặng 1 lọ nhá. Các cháu nào mà mua cứ ấy vào mật khẩu của bà Tân Vlog của Hưng nhá. Bà Tân đợt tới này sẽ đầu ra cho các cháu. Đây dạ. Các cháu này đậu ngon chưa? Đấy, vàng sộ. Thôi bây giờ bà bỏ vào đây. Dạ. Ý. Này, chờ một chút. Đã mùi chẩm chéo của cháu rồi. Thơm không bà? Đậu bà Tân rán nào. Ngon. Trong thì nó mềm. Ngoài, thì giòn. Dai dai giòn giòn. Nên là thì các cháu ơi, bây giờ bà cũng thưởng thức miếng đậu rán trước các lồi lẩu nhá. Đây bà lại chấm chẩm chéo của cháu Hải này. Dạ. Bà mời các cháu nhá. Ui đủ đủ to hơn người. Bà mời các cháu là. Các cháu ơi. Đậu ở bên trong thì béo béo mát mát thơm thơm, ở bên ngoài thì giòn giòn lại ngấm của vị gọi là chẩm chéo đó. Oà nó cay cay tê tê. Rất là ngon các cháu ạ, tuyệt vời. Bà mời các cháu nhá. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà không ăn được cay thì phải cân nhắc lại cái việc mua chẩm chéo nha, vì chẩm chéo rất là cay á. Cay nhưng mà cay ngon các cháu ạ. Nào. Cảm ơn em. Thôi à. Đậu Bắc Giang này đỉnh anh em ạ. Ngon. Đậu Lang Thành nổi tiếng luôn. Đây à, đậu nổi tiếng luôn đúng không? Bà chấm chấm cháu lần này là các cháu này. Bà. Đây là không pha mấy óc lợn thôi nhưng mà ăn rất là đã nha bà mời các cháu nha. Wow. Bà mời cháu Bách nha. Ngon. Dạ vâng. Chẩm chéo Sapa TV nhá. Là 100.000 một lọ. Hiện tại thì nhà mình đang có một combo rất là đặc biệt. Đấy, anh em nào muốn cái combo đặc biệt ấy thì hãy nhắn tin vào, hãy truy cập vào website sapatv.vn hoặc là alo cho Hải vào số 0974 686 389 nhá. Kiểu đúng rồi. Đậu ngon thật ạ. Đúng là làng nổi tiếng đúng không? Nếu anh ăn cái đậu anh biết ngay, đúng không? Món này mà lại chấm với lại thịt luộc. Thịt luộc Bắc Giang nữa nhỉ? Vâng. Vào đấy. Vào không vào? Ngày mà chấm với cả thịt lợn quay của Thành dâu ấy.
Đúng rồi. Chắc là ngon lắm ạ. Nếu mà thành dâu mà lợn quay lổ cốm nữa thì thôi thì quên đường về các cháu ạ. Ôi nhưng mà bà ơi, bà ăn thử quả sung chiên xem ngon lắm. Rồi đâu bà lại thử quả sung rồi. Vâng. Lần đầu tiên trong đời rồi. Vui vui. Ăn sung chiên. Sung chiên chấm chẩm chéo vào mà các cháu nhá. Ôi là vẫn chát các cháu ạ. Nhưng mà bên ngoài nó có vị cay của chẩm chéo cháu Hải nó đỡ hơn. Chát. Ngon ngon lắm. Ngon. Cái vị nó kiểu gì á? Ngon. Khác lắm. Dạ, nó không 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 có nó... miêu tả được. Trong khi bà làm thì thôi lại ăn vụng thêm miếng đậu nữa. Nhà hàng cháu Hải Sapa TV này mà cho đĩa sung rán mà chung chiên không được ạ. Không thề nhưng mà ngon thật sự luôn, cái chung không... Các bạn cứ thử một lần nhá. Các bạn cứ bỏ cái quả sung chiên lên đấy. Thử xem. Cản lửa rồi. Không. Hái sung nhá. Cho ở trên lên nhá. Nhiều lắm đấy, quả chín cũng có đó. Hái quả thanh rồi bạn. À. Đấy, anh em thấy không? À. Đây, cho nó chiên luôn. Wow. Đấy. Vừa nãy mình lấy quả bé quá không nhìn thấy, bây giờ quả to cho dễ nhìn. Quả to lắm, ngập mồm. Dạ. Ngon quá. Ngon. Nào. Đấy. Mình lấy là sung xanh nha anh em nhé. Sung xanh chiên. Ừ. Biết đâu lại sau này lại có một món hay để cho các dân nhậu ấy. Đây giới thiệu với cả nhà, đây là con gái của Hòa Tân nhá. Con bé ế lâu quá rồi các bạn ạ. Đấy. Nên là đang ra hỗ trợ bà Tân để làm món lẩu cua da sung. Cái món này phải lẩu sung cua da. Hả? Món này phải quá nhá. Quá nhưng mà em phải chiên một chút cho nó vàng hẳn lên. Nó mới ngon. Em chưa ăn món đấy bao giờ. Ừ. Lương này rất là khéo tay các bạn ạ. Nấu ăn thì ngon, mỗi tội ế thôi. Thế mà mình anh Hải giới thiệu cho mình người yêu từ trên Sapa đến giờ chưa có ai. Từ Tây Bắc về mà còn chưa kiếm được ai các bạn ạ. Đấy. Nhưng mà phải nói là cánh đồng này rất là đẹp luôn. Sung mới thay lá nên là không được mát anh ạ. Không nhưng mà như này mà màu sắc nó mới đẹp chứ em. Thanh Thanh Lương. Kênh của em là gì nhỉ? Kênh của em chơi TikTok. TikTok là gì? Thanh Lương Vlog ạ. À. Đây, mình cho cận nó cho anh em xem này. Ờ. Cái món này mà chấm chẩm chéo của anh tuyệt vời luôn ấy. Đâu? Ờ. Em thử miếng đi. Thôi, bỏng lắm. Làm thử miếng đi Tráng Sĩ. À. Mời tất cả các bạn nhá. À, chào Tráng Sĩ nhá. Chấm thử chẩm chéo nào. Ngon lắm các bạn ạ. À. Dạ. Rồi, cứ chờ chút nữa này, đang sắp được rồi. Ừ. Đấy, món đậu rán của Lương làm đậu rán là giỏi lắm các bạn ạ. Anh thấy miếng đậu rán của em ngon không? Ừ. Nhìn em rán thì em biết là ngon rồi. Rán vàng này. Khi mà mình ăn lẩu thì nó mới thơm anh ạ. Ừ. Em ăn đi xem. Nó có dai dai thơm. Ừ. Cho mấy quả sung muối ra đi. Sung chiên này. Okay. Này là mình rất thích luôn. Bây giờ có lẽ là mình sẽ về bếp nhà mình ấy. Mình sẽ gọi là bảo anh em là thiết kế món là sung chiên. Đấy. Ít nhiều là có dấu ấn của bà Tân Vlog với cả em Lương. Thì em ăn thử nhá. Ừ. Ăn thật luôn nhưng rồi cho cái nồi xuống. Lấy hai đũa bác xuống. Để anh ấy cho. Thế à? Này. Cho cô cầm quả camera nhé. Nào.
Đó, từ từ. Mày cầm. Nó ở đầu bên nào? Này, quay đi. Đấy, có quả quần rách rồi. Bình thường mà em. Chanh. Đây này. Này. Mời anh em nhá. Sung chiên. Em ăn đậu. Ngon. Vị như nào anh? Vị này bùi bùi. Này bùi bùi thơm thơm. Mang đậu ra. À rồi rồi rồi. Này. Mày ăn một miếng đi. Đây anh ơi. Này. Này. Em xem ạ. Mời mọi người nhá. Chiến đi. Vị lạ. Ok không? Đúng không? Đấy. Rồi, bây giờ chạy ra kia để làm cua đã. Mà được đúng không? Được. Nó không bị chát mà. Không chát. Ừ. Nhiều không mà? Nhiều, nhiều cháu cho đi. Một lôi lẩu cua ra siêu to khổng lồ để tiếp đãi cháu mà phải tốn rồi đấy. Hôm nay sẽ quay quy trình là món lẩu phải cua ra. Nhiều lần nó mới hết nước, nó không bỏ cái cháu nha. Thì cái cháu này nó nước nó lên màu này. Bọt nó như ở bọt xà phòng các bạn nhỉ? Rồi, cái bọt này sau tí lâu bà cháu mình hớt bọt ra. À thế ạ. Đấy, bây giờ chắt đã. Vâng. Mình không thèm lắm rồi các cháu ạ. Dạ. Bà lấu lôi lẩu cua ra rồi bà mời tất cả các cháu tới đây thưởng thức cùng với lại cháu Hải Sapa TV nhá. Dạ. Cháu về Bắc Giang. Ngon đấy. Thôi, để bà chắt ạ. Thôi bà đưa cháu. À, chắt ra đâu? Có cái gì không? Bà lấy cái lịch áo kìa, lịch áo của bà kìa. Không, không, cháu cứ không, lọc không à? Các cháu ạ, chắt tưởng nào, bắt đầu nó mới ra cái thịt cua. Rồi, tưởng lọc cái áo. Đâu, đâu, đưa cái gì đây? Cháu cứ nhẹ nhẹ thôi, thôi gì bà. Ui, cái gì à. Lây là cái món nước dùng của lây thì. Ngọt, thôi rồi luôn. Lướt lưỡi luôn. Cái này. À thế à? Chan nhanh các con lòng nữa, cho nước vào, cho nước vào lòng nữa. À lọc thêm. Ngon. Cháu đổ nước nữa đi sao cháu lấy cái thìa cho khoáng. À cháu hiểu rồi. Lấy thìa khoáng đi. Đấy. Khoáng cho nó đánh tan cho nó ra hết cái thịt đi cho còn bọn lại cái xương thôi. Dạ rồi đấy, cháu hiểu rồi. Cái xương rồi. Dạ. Cháu cho thêm nước vào, Dạ mình làm mấy tăng được mà. Mấy tăng. Từ từ để nó lắng đã, từ nó ra bã. À. Đấy. Chính tỏ là bà rất là kinh nghiệm. Từ đã cái cháu nó lắng không nó ra bã đấy. Là khi cái bã nó lảng nó nổi lên mà. Dạ. Nước này ngọt lắm đấy bà nhỉ. Ngọt đấy. Bà lăng ở chỗ này thôi chứ các cháu ạ, đặt cái bếp đun dần lên nó thiếu. Tí nữa bà thiếu thì con lại lọc tiếp ạ. Đúng rồi. Con đang cho các em nó dã tiếp. Để chén rồi đói bụng rồi các cháu ạ. Vâng. Cháu mạnh tay lên nữa đây, mày lên nữa đây. Này. Vâng. Lửa. À. Đấy, quá đẹp. Cháu thấy chưa, được một chảo rồi. Thôi, bây giờ hai bà cháu mình khênh ra đốt bếp. Vâng, đi. Thôi bà không phải khênh đâu, sụn lưng cho bà để con tự khênh nhá. Đây có cái càng con lấy ra nhá. Rồi. Này nó là nặng ngang cơ bản thân đấy. Nó mà trượt chân ngã xuống ao phát là tình cảm bà con đi xuống luôn. Xuống là bà thân làm món lẩu cua da, nhưng mà có Hải thì Hải sẽ làm thêm món là lẩu sung cua da các bạn nhé. Đấy, để cho nó khác hẳn với tất cả lẩu cua da. Có nghĩa là cứ nồi lẩu này nhưng mà cái cháu Hải lại bảo thích cho thêm gọi là vị sung vào. Không mà quả sung. Các cháu ơi, bây giờ bà đun nước dần lên xong bắt đầu bây giờ bà lại còn đi nấu nước sốt nữa nhá. Nấu nước sốt ví dụ như là hành khô này, cà chua này. Ừ. Rồi là quả me này đấy cho nó nhuyễn lên xong bắt đầu đổ vào đây. À. Thành nồi lẩu cua da. À. Cháu thấy nó chất chưa? Ngon đấy. Trong khi chờ đợi thì Hải với cả cái bé Lương đi vặt sung để chấm cả chấm chéo anh em ạ. Sung non, ăn vừa tầm luôn. Đâu? Rồi. Xong rồi hái nhiều tí để tí thả lẩu. Hái nguyên chùm to ấy. Anh muốn ăn lẩu cua sung, lẩu sung cua. Kiến này xử luôn, nhá luôn, kiến luôn. Đấy, con bé này nó cứ suốt ngày leo trèo này nên là bảo sao nó vẫn còn ế được này. Mọi người đủ hiểu rồi. Mời tất cả
chấm sung với gì đây là chấm, chấm chéo các bạn ạ. Đấy, để sung rất là lon. Ngon chưa anh ơi? Giòn thế nhỉ? Chắc là không giòn đâu nhỉ? Ngon anh ơi, ngon. Em cầm cho anh không, mày cứ ăn đi, mày cứ cầm đi. Đây để mình bây giờ mình cũng phải làm một chút. Đâu? Chấm sâu hẳn xuống. Này. Xung bánh đẻ anh ạ. Ngon. Rất là ngon. Không biết xúc về giờ không biết là do giống xung hay là do người đẹp bón cho mà cảm thấy nó không hề chát đâu các bạn ạ. Ngon quá. Nhưng mà em thấy món này hợp với chấm với lợn quay hơn đấy. Ok không? Mà em ăn được cay nhá. Em thấy là chấm chéo của anh ấy, hương vị rất là ngon. Thơm. Mà cái mùi vị nó khác với chấm chéo thông thường á. Vị kiểu đặc trưng luôn. Mà hái hơi ít nhá. Đúng rồi à? Chứ cho vào lẩu. Anh cầm em hái nhá. Nhiều quá không biết hái chùm nào anh ạ. Ê, anh quay dưới này nhìn. Trời ơi. Cái cành ấy nhiều quá. Nó. Chắc là phải cầm cái lón này để được anh ạ. Chỗ em ấy, thường thường thì các quán ốc sẽ ăn muối quả xương này để ăn kèm nhá. Đúng rồi. Ngon lắm. Nhiều quá anh ơi, không đợi được. Rồi, tuyệt vời. Để anh lấy cái nón nhé. Đây. Để mấy cái nón này đựng vào cái nón này. Thêm một chút nữa đi. Thanh Lương vlog này là cũng một trong những hot TikToker ấy các bạn ạ. Mình hết thời rồi. Nhiều quá. Xinh gái mỗi tội là chị ế là khổ thật đấy. Hay ế rồi như là xu hướng hay sao ấy nhỉ? Hay ế không khổ đâu, cũng gọi là xu hướng, mỗi tội là đi đâu cũng là một mình. Thôi được rồi. Thế này ok rồi đấy. Thôi hái hết sung nhà hàng xóm này nó. Quá đã luôn. Mọi người thấy ngon chưa? Mình thấy các bà bầu rất thích ăn cái sung chấm này. Nhưng mà anh thấy em thích ăn mà. Em không bầu. Này các bạn. Mọi người đi thưởng thức cùng mình thôi. Đấy. Các bạn, đây là sung xe điếu các bạn nhá. Đấy. Đây là sung xe điếu. Chà chàng sung mọi người. Anh em chấm với chấm chéo. Anh em ăn ăn đấy. Sung chấm với chấm chéo mà cảm giác cứ nghĩ là về lòng xe điếu. Đúng rồi. Rồi kia mình ăn sung chấm với chấm chéo vậy nhá. Ăn nó ngon các bạn. Cay mà. Nó cay cay ngon. Đây, anh em thấy không? Tê hết cả lưỡi luôn. Các bạn thấy không? Anh em mình cứ phải bánh một chùm một. Đấy. Rồi anh em nha. Đấy sung xe điếu á. Tê anh ạ. Nó hợp với anh ạ. Đấy, chấm nó cứ phải đậm đà như này các bạn này. Một giỏ. Ngon đấy các bạn. Lần đầu tiên mình ăn sung với chấm chấm chéo ạ nhá. Đấy. Anh ơi. Ớt này là ớt Tây Bắc hả anh? Ớt này ớt Trung Đoàn hả? Một ớt cay nhất Việt Nam. Công nhận ớt này cay hả? Cay, em ăn nhiều quá. Ok đấy. Trong khi chờ đợi bà Tân này làm món này là lẩu cua ra, mình anh em mình ăn sung đấy, làm sẽ thử thách ăn hết một lón sung các bạn nhé. Đấy, ăn sung này nó rất sướng các bạn. Nếu mà
ngày rằm ngày Tết ấy, các bạn mà thắp hương bằng sung này ấy, thì gia đình luôn sung túc bạn nhá. À thế à? Đúng rồi. Đấy. Các bạn ăn sung cho nó sướng lắm ạ. Sướng không? Sướng. Ăn sung cho nó sướng. Nhà nào là cũng có một phải trồng một cây sung, kiểu cảm là nó là biểu tượng cho sung túc các bạn ạ. Đúng rồi. Thôi em ăn thế rồi. Thôi để đụng một tí con ăn kia nhá. Thôi mình làm chùm các bạn. Đấy. Nếu bây giờ mà cái nước chấm không ngon là mình không ăn hết chùm đâu, chỉ quả hai quả là chán rồi. Đấy, nhưng mà chấm với chấm cháo ăn cảm thấy nó ngon rồi. Ngon lắm. Các cháu ơi, nó sủi rồi này, các cháu này, nước nó trong vắt này đấy các cháu ạ. Chưa cho quả dọc mà nó đã tạo gạch, bây giờ bài bỏ hai quả dọc vào nhé cháu Hải này. Dạ. Ôi. Đấy. Đấy các cháu nhìn này. Thôi thả xuống đây. Nó tí nó lát ra. Đấy thơm lắm các cháu ạ. Đây. Cứ cho vào không dằm luôn mà. Ừ. Đấy, quả này chua lắm rồi này, nhìn thấy quả này mà mồm miếc là nước bọt chảy ra dãi rồi. Vâng, đấy các cháu ạ, bà bỏ cả chua vào đấy nhá. Các bạn nhìn này. Cà chua này. Lúc bây giờ là bà lại đi coi là sao cà chua nữa, sao cà chua với hành khô nữa bỏ vào để cho cái lồi nước dùng rồi nó ngọt. À, nó thơm đúng không mà? Đã chưa? Đấy. Các cháu này, cua này. Này mà có cơm nóng mà chan cái canh này luôn ăn, nó chấm hết luôn nhỉ? Chan bún rồi các cháu ạ, chan bún cháu ạ. Chan bún. Chan bún nhá. Bà cái gạch này mình ăn hay là mình hớt bỏ đi bà? Không không bỏ, để chan với lại bún húp vào cho 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 cho. Tưởng bà hớt bỏ. Không. Thì bỏ ra cái bát cho cháu. Vâng. Không bỏ. Sạch mà. Ngon này các cháu nhỉ? Vâng ơi, tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức món nấu của gia với bà nhá. Hôm nay bà đổi chỗ lâu. Bà đổi chỗ lâu không biết là các bạn đến chắc là không gặp bà được. Vâng. Nay bà thương cái nồi lẩu hôm nay là tiếp đãi cháu Hải cho nên là phải ăn lại nhưng cháu Hải khỏe lắm. À, các cháu ơi, đấy bây giờ bà coi là bà sao tí hành nó vàng lên với lại cà chua. Wow. Đấy. Sao nó vàng lên là để cho nó thơm khi mà bỏ vào lùi lẩu cua ra nó ngon các cháu nhá. Ui, cháu Hải ngửi mùi gì chưa? Phải nói bà Tân là cực kỳ là khéo luôn đấy. Đây là niềm mơ ước của tất cả những thằng con trai có bà mẹ nấu ăn ngon như thế này. Cháu Hải đang lệnh bà. Ngon quá. Nó có cái hành nó thơm lắm các cháu ạ. Đấy cho nó vàng lên cho bà bỏ cà chua vào. Đây là cà chua này. Dạ. Đấy, bỏ cà chua rồi gia vị mắm muối vào nữa. Sau bỏ vào nồi nước dùng cho Hải ạ. Nó để cho nó thơm. Rất là đậm đà mà nó thơm. Dạ dạ dạ. Nó không tanh. Đấy. Thấy ngon không? Thơm lức mũi rồi. Đấy. Hôm nay bà nấu ở bờ hồ này, quê hương nhà bà Vi rất là đẹp. Đấy. Quá đẹp luôn mà. Tuyệt vời đấy. Đây. Chưa bà cho nó vàng thêm đi. À nó lại vàng thêm chút nữa. Rồi các cháu ạ. Quay đi. Các cháu ơi, đấy. Nó vàng đấy này các cháu ạ. Thơm lắm. Bây giờ khả năng là bà bỏ cà chua vào thôi cháu Hải ạ. Dạ. Đây, đây là cà chua này. Ua. Đấy. Và bà bỏ bột ngọt vào là hạt lêm nào. Đấy. Đây là bột ngọt này. Đấy, rồi, bà bỏ hạt lêm vào nhá. Dạ. Lêm vào lên. Ờ, cháu Hải ra kia lấy cho bà ít muối đây. Muối à bà? Rồi, bây giờ bà đảo đều lên nào. Dạ. Bà cứ đảo lên đi. Bà có cho một chút chẩm chéo vào cho nó hơi cay cay không bà? Cay cay tê tê không? Được, cũng được. Một ít thôi bà, không cay nữa. Cho vào nó đỡ tanh cho cháu nhá. Dạ. Nhưng mà ngon đấy các cháu ạ. Cứ có món chẩm chéo của cháu Hải vào là tuyệt vời rồi. Cho tí chẩm chéo vào cho nó thơm. Wow. Đưa ra khỏi lọ đã lức mũi rồi các cháu ạ. Ngon đấy. Rồi, bây giờ bà sẽ đổ vào nồi nước dùng các cháu nhá. Cái này cho luôn mà sốt cơm, đổ cơm ăn luôn ngon lắm. Bà bỏ vào nồi nước dùng đi. Vâng. À, các cháu này, đây bây giờ bà đổ vào nhá. Thế nào. Rồi, để bà tráng chảo cái. Vâng. Bà tráng chảo cái là. Đấy. Tận dụng các cháu. Thơm lắm. Đây các cháu này, đây là hai cái quả này bây giờ nó rất là dừ rồi bà dằm qua nhá. Qua cho nó ngon. Thơm đấy. Được chưa?
Ai xa xa. Thấy ngon chưa? Đã ngon chưa? Ngon ngon, quả này chua thì thôi rồi luôn. Ai mà. Rồi, bây giờ bà bỏ vào nhá, nó không chua được các cháu ạ, mà ăn nó rất là vừa vặn thôi đi các cháu này. Ngon chưa? Thôi bây giờ bà đun sôi một lát lên là bà bỏ rau vào là chén thôi. Cháu Hải chuẩn bị ra bê bún ở đây. Dạ. Các cháu đi ơi, ôi lóng ruột lắm rồi thì bây giờ bà sẽ lại chúi rồi lâu rồi các cháu ạ, cháu. Nhìn ngon đấy bà. Ngon quá bà. Bỏ thịt bò vào cháu Hải ơi. Vâng vâng vâng. Đây. Khênh lên, khênh lên. Đây. Đây, thịt sụn sườn này, cái này là lâu chín thì mình cho trước này. Đấy. Ngon chưa? Tươi luôn anh ạ. Đây cháu này. Ngon thế nhỉ. Chảy nước miếng rồi. Rồi. Đây, còn thịt bò cho vào luôn. Xả luôn anh ạ. Đúng rồi. Thôi, đằng nào mình cũng ăn chiến luôn. Ở đây toàn mồm rộng thôi anh ạ. Đúng rồi. Mình làm quả hổ lốn luôn. Đúng rồi. Rau riếc mướp miếc các thứ cho hết vào đi. Rắc tí cho sau anh ạ. À, nhưng mà cái lọ chẩm chéo của mình đâu nhỉ? Đây, bà đưa con để con pha một lọ chẩm chéo này. Tất cả mọi người cùng chấm nhá. Cua da Yên Dũng Bắc Giang, đỉnh của đỉnh luôn anh em ạ. À. Mà chẩm chéo Sapa TV thì đang bán 100.000 một lọ nhá. Đã đỉnh của top luôn các bạn. Cứ lấy mật khẩu là bà Tân Vlog là đúng mua ba lọ là tặng một lọ. À. Bà ra đâu rồi đi lấy nước sôi đây để pha. Không, đây đây bà ơi. Lấy nước này luôn. Đây. Cái bỏng 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 tay. Đây bà cho con tí nước vào đây. Cháu này, bà cho bỏ nước vào nhá. Wow, có cả gạch. Ui, quá đẹp luôn. Thay như ốc lọ này. Ui. Ui giời. Môi cúi vào. Tí rồi. Vâng. Các cháu ơi, thơm lên, thơm rồi, thơm rồi, con người lấy mùi thơm rồi đó, bà Tân Vlog thật là đặc biệt. Đúng rồi. Thôi bây giờ là chảy nước miếng lắm rồi bà. Bây giờ là kính lão Đắc Thọ. Con con vừa mời bà. Đấy. Đấy. Kính lão Đắc Thọ. Vâng. Hai bạn Bách hơi gầy. Vâng. Cháu xin, cháu có ông bà nhá. Ok. Ok lạ. Ôi. Ôi. Ôi cẩn thận bỏng đấy bạn. Ui, cho ít nước rồi bố ạ. Bỏng đấy. Bỏng đi. Nóng nóng nóng. Rồi. Bỏ bớt nước đi. Ui. Rồi. Đây cho cháu Tuệ, cháu Tuệ. Đấy. Cho thằng Tuệ hai con cua cho nó khỏe cua nhá. Ôi dồi ôi, bát này đúng là từ bé bây giờ mới được ăn cái lẩu cua da chất lượng như này luôn. Đây. Ô, con xin. Cho một con cua để giỏi cua trai nhá. Cua này à? À. Cua đây. Đúng à? Đây của cháu Hải đây. Ôi dồi ôi, tuyệt vời quá bà ơi. Nào, cả nhà rô một cái nào. Rơi cái bát ra đây. Hai, ba. Rô. Hai, ba. Rô. Hai, ba. À nhầm. Ủa bao nhiêu? Từ, bây giờ phải là hô lại này. Các cháu ơi, đấy, thế là bà đã nấu chín một nồi lẩu cua da siêu to khổng lồ rồi đây này. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu ăn lẩu cua da nhá. Và bà mời cả nhà nhá. Cả nhà thơm thật bà. Thơm thế bà ơi. Mời tất cả các bạn nhá. Mời tất cả các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Đóng quá. Đóng lắm. Vâng, mời. Mời các bạn các bà nhá. Mời các ông các bà nhá. Ôi anh ơi, hút cái nước ngọt. Ngọt thật. Ôi ôi, đặc gấp. Ủa. Thiếu tí bún, tí nữa mình sẽ cho bún vào. Bỏng quá các bạn, chưa húp được. Không ăn được, không ăn được. Nước ngọt thật. Nóng quá. Ngọt đấy. Đổi bát đi, đổi bát để bỏng quá. Các cháu ơi, dạ. Bà mời các cháu nhá, bà mời cả nhà nhá. Cùng ông bà cô bác lại, húp lẩu cua ra lại. Ủa. Ủa, ngọt ha. Bỏng quá, bỏng quá, bỏng quá các bạn. Mời các bạn. Ngon quá. Nó ngọt hiểu bỏ luôn các bạn. Nó bảo cái con cua da Bắc Giang mình nó cũng ngọt. Đây là nguyên cái nước thôi, nó đã ngọt như này rồi. Mình không biết là phía trong cái gạch của nó sẽ ngon như thế nào đấy. Hơi tò mò anh nhỉ. Thịt bò chấm chẩm chéo này. Ê, bà cho con chấm với. Vừa bắt quá các bạn. Ôi giời. Thịt bò chấm chẩm chéo đây. Vâng. Cháu Hải cho bác đi ra. Bà mời các cháu ạ. Ủa. Qua các bạn. Đây, chấm chấm gái. Con chấm nữa. Đây mình cũng nhìn thấy ở đây có chẩm chéo ạ. Ngon lắm. Tiếp nó cay cay nhẹ nhẹ nó lại thơm nó hương vị rừng búi các cháu. Cho con chấm các bà ơi. Cay nhẹ. Wow, bắt chấm. Quá đỉnh luôn. Chấm 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 rồi các bạn ạ. Rồi, ôi ngon quá. Nó ngon thật. Wow.
Thôi lẩu này đun bằng bếp lửa. Sao nó ngọt thế bà nhỉ? Đây là rất là ngon. Ngon thật các bạn. Đây là sụn mấy này thịt bò bạn nhá. Rồi. Ông bà cô bác ơi, đây này, đấy nồi lẩu cua da của bà này, của cháu Tân này, ui ngon không này. Các cháu ăn ở trên củi bếp nhá. Thì các cháu ơi, ôi, ông bà cô bác ơi, đây này. Bà Tân này, bây giờ bữa con cua da để thưởng thức ạ. Bỏng lắm ạ. Đang cầm đói ăn ngon thế bà. Các cháu ạ. Các cháu này, gạch nó vàng khốm này. Ngon không? Đấy. Ngon hệ. Đây. Ôi hồi. Lần kia cháu được ăn bữa cua da ngon như này đấy bà. À. Ăn thử cua da ngon như này đấy. Đây em gái này rất may mắn luôn nhá. Bên bất động sản ra đây bán đất phát là được ăn cua luôn. Thấy không? Được ăn cua da. Nên là mấy cái cánh đồng ở đây các bạn. Đấy. Nên là khi mà anh em mà đi đâu mà thấy bà Tân đang làm video phát là cứ chờ đến lúc chín là được bà mời hết. Ừ, nước nó ngọt, nó đậm đà các bạn. Nó có nước này. Ngọt thật luôn. Các bạn thấy gạch chưa? Ồ, nó đọng lại ở trên này, ở trên cả. Quá ngon luôn. Rất là nhiều gạch luôn mọi người ạ. À. Đấy, các bạn. Con ăn cua da nhiều người nhưng mà hôm nay ăn cua da của bà biệt quá bà. Ngon tuyệt luôn. Hơi cứng anh ạ. Nhưng mà các cháu ơi, đây là gạch cua này. Đấy. Cua da nó có gạch là ăn kiểu như này đấy. Bắt đầu tưới tí nước sốt lên nóng nóng lên này. Đấy. Cho tí chấm chéo của cháu Hải vào này. Úi giời ơi. Cái này ăn thế này. Chiên cả tuyệt vời. Chiên cả tuyệt vời, đỉnh cao luôn. Mà mời các cháu này, cùng ông bà cô bác này. Wow, ngon quá. Úi hồ. Đẳng cấp không? Wow, cua mình béo chết đấy. Sau đây mình sẽ cho anh Hải thưởng thức món cua da của Bắc Giang mình nhá. Cảm ơn anh em nhá. Nào, chiên. Nó ngọt. Đấy lại giọt nước nào các bạn. Anh cho em cái cảm nhận là khi anh ăn con cua da của Bắc Giang em. Thực sự là mình đi ăn rất nhiều các loại cua từ King Crab đến cua Cà Mau đến tất cả, nhưng mà phải nói là cua da Bắc Giang này thực sự là đỉnh cao đấy các bạn ạ. Nếu mà anh em có gì về Bắc Giang mà không được thưởng thức loại này thì là đó là một điều rất là thiếu sót luôn. Mà nghe nói là bà Tân chia sẻ là cua da này là một năm nó chỉ có mùa thôi, có mấy có 3 tháng thôi. Đấy. Đúng rồi, ở quê hương nhà bà mới có. Quê hương nhà bà là ở Bắc Giang. Các bạn nhìn này, mình đã nhiễn cái gạch của nó lên này, nhìn béo béo ngụm luôn này. Đấy, mình đã cho chấm chéo rồi nhá các bạn nhá. Rồi. Chiến đi. Các bạn nhá. Chiến đi. Úi giời ơi. Đây. À nó béo nó ngọt các bạn ạ. Rồi cháu mời ông bà cô bác này. Ua, đấy, cua da này mà cháu mời này. Ngon. Quá ngon luôn. Ngon quá. Mời tất cả các bạn nữa. Mình hút nước của nó là các bạn này. Ừ. Ôi, đỉnh của chó luôn các bạn ạ. Các cháu này, một thìa gạch này, ông bà cô bác này, cháu mời này. Ngon. Bây giờ này mình bây giờ mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ tự làm. Đấy, sau khi được mọi người hướng dẫn rồi thì bây giờ mình tự làm luôn. Ngon thật các cháu ạ. Đây anh em này. Sau này nhất định mà khi mà mình mở cái nhà hàng Sapa TV ở Đà Nẵng, mình sẽ phải nhập cái cua da này về nếu mà nó vào vụ nhé các bạn nhé. Cua này chỉ theo vụ mới có các bạn. Ừ, ngay từ tháng mấy đến tháng mấy gạch à? 3 tháng, từ tháng 7 bước vào. Đâu, đưa anh xem con cua của em nhiều gạch chưa nào. Wow. Đây, anh Hải xem con cua của em nhiều gạch chưa? Đâu? Quá nhiều. Nào, mời cả nhà nhá. Chiến em. Wow. Đúng là đỉnh của đỉnh thật. Vừa thổi vừa ăn. Ừ. Cua này không những là phần này nó có thịt không bà nhỉ? Cua này không những là có thịt à? Thế mình phải bữa ra mình chén thịt của nó các bạn nhá. Nó không những nhiều gạch mà nó còn có thịt, nó rất là ngọt thơm luôn. Rất là ngọt mọi người ạ. Ừ. Luôn các bạn. Cháo này là cái món hoa bí nữa này, hoa bí này. Đấy. Wow. Không thể thiếu hoa bí được. Đấy, hoa bí này. Ngon mình chấm với chấm chéo luôn các bạn. Cháu Hải mới cháu ăn lại lên. Vâng ạ. Và cháu này, đây là thịt bò này. Ngon quá, ngọt quá. Mình bánh cả xương luôn các bạn. Công nhận thịt nó ngọt thật đấy. Cháu mời ông bà cô bác trên cả nước cùng các cháu cả nước lại. Wow, ăn món lẩu cua da này, đây là món thịt bò này. Cháu mời nhá. Wow, ngọt quá. Chấm chấm của cháu Hải Sapa TV nó phê lắm. Nó cay nó cuốn thật các bạn. Bà ơi. Bà cho con một chút nữa. Chấm chéo này. Ăn cái này mà phải có. Tưới vào cái mai. Đấy, tưới vào cái này. Đấy. Không rồi cho một chút nữa. Các bạn ơi, nhà mình nhà chuẩn bị một mâm rau thật là ngon các bạn ạ. Đấy. Để chiến cái món này. Bây giờ chìm cái rau xuống mình ăn các bạn nhá. Mọi người ngon lắm. Đây, mời cả nhà nhá. Bên dưới chín rồi đấy.
Dạ được đấy. Còn nước là mình thêm tí bún cho được rồi anh em ạ. Đúng không? Cũng rất nhiều thịt các bạn nhé. Đừng có đừng. Anh Hải ăn nói biết là cái độ ngon của cua như nào đấy ạ. Rồi, nhìn. Làm con lựa anh ơi. Chiến ngon đi. Đây. Đây cháu ơi, đấy. Cái món hoa bí mà dúng vào cái nước lẩu cua ra này ăn nó rất ngọt nhá. Đây, anh em ạ, làm tí hoa bí này. Rồi ít rau chuối các thứ ấy. Đấy. Đây. Wow. Mình hết một bát rồi các bạn. Ôi, nó bỏng. Giờ làm ít rau ạ nhá. Ra thêm ní đây. Ra thêm ní. Làm tí rau ạ này. Các cháu này. Rau hoa thiên lý đã nằm ở trên bò này đấy. Ngon đấy bà. Bà làm người cầm kéo cho trực tiếp vào đây luôn đấy. Rồi là hoa chuối này. Đấy. Ngon quá. Lo tức bụng anh nhỉ. Ngon lắm. Thêm một chút hoa bí. Nhưng mà cái không khí ăn nồi lẩu cua ra ở đây phải nói là tuyệt vời. Tuyệt vời. Mình không ngồi được kiểu bụng thì to chứ. Đúng rồi, béo là khó ngồi. Ăn mạnh rồi phải đứng lên vuông vai cơ mà. Không, những người mình để ý những người mà béo bụng to là không thể ngồi xổm được các bạn. Bà ơi, bây giờ mọi người thưởng thức hòm hòm rồi, thế cháu xin phép là cho tí sung để xem là cái gia vị của nó là nó khác nhau từ tí nào không bà nhá. Đây là sung do chàng sung. Vâng, sung do Thanh Lương Vlog là tự trèo luôn các bạn. Đó, cho một ít vào. Đấy. Đó, nghe không? Để xem là cái vị của nó khác không? Đây là lẩu sung. Lẩu sung cua da, đặc sản Yên Dũng, Bắc Giang. Đấy. Ngon quá. Đây gọi là sung xe điếu vậy nhá. Ngọt nha. Cháu lòng xe điếu của cháu Thế đã ngon rồi. Rồi cái hôm nay để đến món sung của sung cua da của bà Tân nó cũng ngon đó các cháu ạ. Ngon quá. Cái món lòng xe điếu của cháu Thế có bọn ngon. Cái này không? Phải bỏ bớt ra ngoài đi. Nó nguội ấy, ăn nó mới đã. Quá. Nước ngọt thật đấy. Ngon. Bát chấm chéo của mình. Ôi giời. Đỉnh cao. Ngon quá. Ôi các cháu ơi. Bà ơi. Hả? Nó có bún rồi. Ôi các cháu ơi. Wow, cái nước lẩu cua da này đấy. Chan wow. Ăn mới lại nước lẩu cua da này. Ừ, ngọt lắm các cháu ạ. Thì bà mời tất cả các cháu nhá. Cháu mời tất cả ông bà, cô bác trên mọi miền cả nước ăn với cháu nào. Dạ. Ăn cái bí bằng tử ấy ngon lắm bà. Nó ngọt lắm các bạn ạ. À. Bà ơi. Wow, ngon quá. Cái món bún này cháu phải làm tí bún đây. Đúng rồi. Bởi vì chan, bún cua nó là đẳng cấp rồi, thượng hạng rồi. Đưa em mượn cái này nào. Đây. Tuyệt vời cho cháu ạ. Hoàng quá. Đấy. Mời anh em nhá, mời nhà nhá. Mời các cháu. Mình làm tí hoa thiên lý các bạn nhá. Đẳng cấp. Đấy, đây. Hoa thiên lý là rau cải. Mình chắt nước đi nhá để chấm cho nó ngon. Ra đây con. Đấy, ra đây. Đây con ơi. Kia kia bác kia, lấy hai của em kia, lấy cái gì kìa. Hôm nay bà ra đây lấu đâu mà các cháu đến mất ra phải. Bà mời các cháu này. Con mời ông bà cả nước này. Wow. Quá đẳng cấp thật đấy. Wow, cái hoa thiên lý này nó hợp với cua vậy nhá. Nào, anh Quân cho anh một bát nào. Nào, anh ra đây. Các cháu ạ. Ngon. Ngon. Cái món cua da này cái nước dùng của nó rất là đặc trưng, nó còn chua chua nữa. Lại ngon. Chua chua cay cay. Cháu Hải giờ lo chưa? Đã chưa? Gươm lúc lấu cháu cứ đục cuống lên. Dạ, đói lắm bà, mùi nó thơm. Ui, con ăn hết rồi bụa. Mấy đồ chấm chéo trực tiếp vào đây luôn. Cháu Hoàng dội cá bát chấm chéo vào. Cá bát vào đây, đỡ phải chấm các bạn. Ui, nước và da nó nhầy đúng không ạ? Quá đẳng cấp. Ngon quá. Ôi, rau này, đỉnh cao đấy. Phải có tí rau mới ngon anh ạ. Ngon ngon. Ép đồ chấm chéo trực tiếp vào đây luôn. Vâng, mời bà đi. Mời tất cả ôi. Đỉnh của đỉnh đấy. Chấm chéo đỉnh của đỉnh ngon thật. Wow. Anh cho ăn ngon nhở? Ngon đấy. Các bạn ơi. Wow. Phải nói là cái chấm chéo này nó cay rồi, trong khi đó mình cho vào cái nước nóng này nó càng cay nữa các bạn. Nó ích cái độ cay lên đúng không? Nó nhân lên các bạn nhá, nhân đôi các bạn.
Đây là còn chàng sung này. Vâng. Chàng sung này không phải là họ của lòng xe điếu. Đấy, đấy là đây là sung xe điếu. Sung xe điếu. Và mời các cháu nhá. Con mời ông bà. Ơi, chàng sung này to thế nhở. Xem nào. Đấy, đấy. Nhưng mà nó đã chín chưa bà? Chín rồi. À đấy à. Nước sôi 100 độ này. Bà mời các cháu này. Bà mời ông bà cả nước này. Wow. Đấy. Sung xe điếu này. Cháu Hải ăn đi. Vâng vâng. Bà thấy vị nó nào, nó còn chát không bà? Nó đỡ chát mà nó lại nhiễm vị như là cua da ấy, chẩm chéo là. Mới ra lấy cái bát ra. Mới lấy bát đây ngồi ăn. Dạ. À, mình phải chờ cho nó chín một chút đã. Bát, rồi, mây mây vân vân đâu, vào chiến đi. Vâng. Phải công nhận cái nồi nước dùng rất là ngon. Bắt đầu đầy bằng này, bây giờ còn bằng này. Bây giờ càng nấu càng ngọt các bạn ạ. Không, chính Tuệ nói là chuẩn đấy. Càng ngày cái nước ngọt ở trong con cua nó tiết ra. Nó rất là ngọt luôn. Nào cháu mây đi học về, đấy. Ừ, ngon lắm nó các bạn ạ. Ôi đã luôn các bạn. Anh em à, gạch này. Ui. Đấy. Này húp vào cuối rồi luôn các bạn. Ngủ rồi. Này. Mình đã ăn rất nhiều cua da rồi nhưng mà hôm nay nồi cua da của bà Tân Vlog là tuyệt vời. Nó rất là đặc biệt luôn. Hôm nay có thêm chẩm chéo nữa các bạn. Ăn nó cay cay tê tê. Đặc biệt hơn nữa này được ăn cùng với cả bà Tân Vlog và anh Hải Sapa. À, con cháu ơi, đây là cháu gọi là chuyên bất động sản to nhất quê hương Bắc Giang nhà bà. Đến cháu là muốn mua đất mua cát thì đến lên chị. Mai cho chị ơi, thêm con cua nhá. Người yêu, bán quân đấy. Cháu ơi, mình cũng làm con nuôi các bạn. Cháu nào mà có dư dật kinh tế mà muốn mua đất thì cứ gặp cháu này nhá. Nhưng mà phải nói là chưa bao giờ được ăn cái cua nó ngon như này bạn. Nhưng mà bà Tân đây, cái cua này là từ tháng mấy đến tháng mấy nhỉ? Từ tháng 8 giờ đến tháng 9 tháng 10 là 3 tháng đấy, là đầu là trung vụ. Mà chỉ có 3 tháng là hết. À thế ạ. Không có thế, nữa. Wow. Khi nào mà có thì bà, khi nào mà vào mùa vào vụ bà alo cho con nhá. Đúng rồi. Số điện thoại là 056 345 6789 để con phải mua các loại cua này về bán các bạn, quá ngon luôn. 6789 hả anh? 345 6789. 345 6789. Vâng. Số bán chẩm chéo hả? Vâng vâng vâng. Còn bây giờ thì có khi là Hải với cả bà với cả tất cả mọi người là phải thưởng thức cái nồi này đi vì quá ngon rồi. Đúng rồi. Đấy. Hết. Hôm nay thì phải nói là cảm ơn bà Tân rất là nhiều, cảm ơn em Hưng, cảm ơn tất cả anh em ở đây. Đấy, nếu mà mọi người có ghé qua Bắc Giang thì ghé qua bà Tân chơi nhá. Khi khác bà lên Sapa cháu lại chiêu đãi bà như vừa rồi. Quá tuyệt vời. Sau đây thì Hải cũng xin phép kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn lại tất cả các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.